sang Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viêng Chăn với bệnh nhân nữ 49 tuổi suy thận. Xin mời Hà Nội Viêng Chăn ạ. Em xin kính chào quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp ở các điểm cầu ạ. Sau đây em xin báo cáo bệnh nhân hội chẩn ngày hôm nay ạ. Bệnh nhân nữ 49 tuổi vào viện lúc ngày 28 tháng 11 năm 2020 với lý do là mệt mỏi. Tiền sử bệnh nhân phát hiện sỏi thận phải và viêm đại vị thận phải ứ mủ từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viêng Chăn. Mổ cắt thận phải ngày 29 tháng 8 năm 2020 tại Bệnh viện tỉnh Udom Say của Lào ạ. Bệnh sử bệnh nhân sau phẫu thuật cắt thận phải do sỏi và ứ mủ đại vị thận phải 3 tháng xuất hiện mệt mỏi tăng dần, ăn uống kém, cảm giác đi không vững, kèm đau khớp cổ chân bên trái, đại tiện táo một lần trên tuần, tiểu tiện bình thường, nước tiểu màu vàng trong, không sốt, không nôn, ở nhà chưa được uống thuốc điều trị gì và Bệnh viện Đa khoa Hà Nội Viêng Chăn điều trị ạ. Khám lúc vào viện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc nhợt, không phù, không xuất huyết dưới da, thể trạng trung bình, BMI 19,8, tuyến giáp không to, hạch ngoại vi không sờ thấy, huyết áp 110 trên 70, mạch 82 lần trên phút, SpO2 99%, nhiệt độ 36,5, nước tiểu màu vàng trong, nước tiểu hàng ngày là khoảng 1.500 ml, sẹo mổ cũ vùng sườn lưng bên phải dài khoảng 10 cm, ấn điểm niệu quản hai trên giữa hai bên không đau, cầu bằng quang âm tính, chạm thận âm tính, bập bình thận âm tính, khớp cổ chân bên trái sưng nóng đỏ đau, không teo cơ, không cứng khớp, cơ lực hai bên đồng đều, 5 trên 5, lồng ngực cân đối, di động đều cho nhịp thở, nhịp tim đều, T1, T2 rõ, không có tiếng thổi bệnh lý, các cơ quan bộ phận khác chưa phát hiện bất thường. Các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng chúng em xin phép gửi lên trên hệ thống rồi ạ. Chẩn đoán của chúng em là suy thận độ 1 trên bệnh nhân gút. Chúng em xin ý kiến hội chẩn của các thầy cô. Một, nguyên nhân giãn nải bể thận của bệnh nhân này là gì ạ? Hai, cần cần làm thêm cận lâm sàng gì để tìm nguyên nhân cho bệnh nhân? 3. Hướng điều trị tiếp theo của bệnh nhân này là gì ạ? Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Hà Nội Viêng Chăn. Xin mời thầy Bình, thầy có phân tích cái hình ảnh, đó là hình ảnh trước đâu. Dạ, báo cáo thầy trường hợp này không có hình ảnh. Ở đây có Hà Nội Viêng Chăn, chúng ta không chuyển cái hình ảnh siêu âm của bệnh nhân lên ạ. Ở đây thì ta chỉ nhìn thấy có một cái phim X quang hệ tiết niệu và cũng không có gì đặc biệt ở trên phim này. Vâng. Vâng. Không thấy có nguyên nhân gây giãn đại bị thận, ví dụ như sỏi hoặc là các cái yếu tố nghi ngờ gây tắc nghẽn đường bài xuất, không thấy ạ. Và như vậy nếu mà chúng ta không có cái hình ảnh siêu âm hoặc là những cái hình ảnh cao cấp hơn thì cũng sẽ rất khó để chúng ta xác định được cái nguyên nhân giãn đại bể thận. Và trước hết thì xin mời bác sĩ Huyền cho ý kiến đầu tiên ạ. Vâng, kính thưa thầy Thành, kính thưa các anh chị em đồng nghiệp. Thì ở bệnh nhân này là bệnh nhân nữ 49 tuổi vào viện có cái tiền sử là cắt thận bên phải do ứ mủ thận và xét nghiệm thì cho thấy rằng là bệnh nhân này có creatinine lúc vào là 166, sau đó thì sau khoảng 4 ngày 5 ngày điều trị thì là creatinine xuống là 130. Và nhưng mà bệnh nhân này có một cái xét nghiệm đó là có giảm hai dòng máu, đó là hồng cầu của bệnh nhân, huyết sắc tố của bệnh nhân này là lúc vào là có 86, tiểu cầu là 78 và bạch cầu thì chỉ có 3.500, và sau đó thì đến ngày 5 tháng 12 thì huyết sắc tố là 99, bạch cầu là 9.900 và tiểu cầu là 140. Và siêu âm thì các bạn nói rằng là có cái giãn đài bể thận bên trái và giãn cả niệu quản bên trái. Thế thì xin phép hỏi các anh chị, vâng, đây hình ảnh siêu âm đúng không ạ? Vâng, xin phép mời thầy Bình, chúng Dạ. ta lại đã nhận được hình ảnh siêu âm. Vâng. Vâng ạ. Dạ, trên hình ảnh siêu âm này thì như chúng ta thấy là chúng ta có một cái nhu mô của quả thận bên trái và nó giãn nhẹ, giãn rất là nhẹ, độ 1. Và thứ hai nữa là siêu âm ở cái vị trí này chắc là siêu âm cái bằng quang. Thì nếu như đây là niệu quản giãn thì khả năng cái nốt Sao? màu trắng đây chính là sỏi. Đó. Và có vẻ như là có tăng âm kèm theo bóng cảm, mặc dù không 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 rõ nét lắm, hình ảnh không được rõ nét lắm, và đây là hình chụp chứ không phải là hình quay video nên là cũng khá là khó xác định. Thế nếu như mà các cái hình ảnh này có liên quan với nhau như vậy thì có thể nói đây là giãn đại bể thận trái do một viên sỏi nó kẹt ở vị trí đoạn thấp của niệu quản,
gây ứ nước thận. Vâng, vậy trong trường hợp này nếu mà ngoài cái siêu âm ra thì thầy có thể khuyến cáo làm thêm những cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh gì nữa với ở bệnh nhân Dạ. suy thận độ 1 và Đúng creatinine của chúng ta hiện tại là 130 đúng không? Ure chỉ có 5,7. Dạ, báo cáo thầy Thành là trong trường hợp này nếu như mà chúng ta làm siêu âm tốt, sự siêu âm đủ thông tin thì chúng ta có thể hoàn toàn dừng lại ở ở siêu âm là đủ để chẩn đoán bệnh này rồi. Đấy, tuy nhiên nếu mà cần các cái thăm khám chuyên sâu hơn về mặt hình ảnh thì chúng ta đi từng bước một, có thể là chụp một cái cắt lớp vi tính không tiêm, chúng ta cũng có thể xác định được sỏi và cũng có thể xác định được phần nào là phối hợp với siêu âm là có giãn là bể thận hay không. Thế còn chúng ta vẫn có thể tiêm được, nếu như mà chỉ suy thận nhẹ độ 1 thì chúng ta vẫn có thể tiêm thuốc cản quang để đánh giá đài bể thận cũng như là đường mạch xuất được. Thế còn trong trường hợp mà suy thận nặng hơn thì chúng ta có một cái phương pháp, đấy là chụp cộng từ không tiêm, chúng ta cũng có thể đánh giá được cái niệu quản có giãn đến đâu và nguyên nhân tại sao. Cái này thì chúng ta ứng dụng rất nhiều trong đánh giá sỏi mật cũng như là các bệnh lý về gan đường mật. Thế thì hoàn toàn có thể áp dụng được cho thận và đường mạch xuất của thận ạ. Vâng, cảm ơn thầy Bình. Xin mời cô Huyền tiếp tục. Vâng, nếu mà trên cái hình ảnh siêu âm như thế này thì cũng nghĩ nhiều đến là cái sỏi niệu quản bên trái và sát cái thành bàng quang. Thì về mặt điều trị với những cái bệnh nhân như thế này thì là mình sẽ cho, thứ nhất là cho bệnh nhân uống khoảng 1,5 lít đến 2 lít nước, cho bệnh nhân vận động đi lại nhiều. Thứ hai là các bạn có thể cho một chút thuốc giãn cơ, đó là Nospa, cho khoảng 1 tuần ngày 2 viên, 80 mg ngày 2 viên trong 1 tuần, và thêm một cái thuốc đó là Tazosin 0,4 mg ngày 1 viên uống vào tối trong vòng 1 tuần. Sau đó thì các bạn kiểm tra lại. Đấy là trong trường hợp mình siêu âm thấy rất là rõ và nghi ngờ nhiều đến là cái sỏi niệu quản bên trái. Còn trong trường hợp này, còn nếu mà mình thấy nó không rõ ràng lắm thì mình có thể cân nhắc chụp các lớp hệ CT các lớp hệ tiết niệu không tiêm thuốc cản quang. Còn trong trường hợp này mức lọc cầu thận của bệnh nhân này là 140, là có 44 ml trên phút thôi. Nếu mà mình chụp tiêm thuốc thì vẫn có nguy cơ suy thận ấy. Thì mình dĩ nhiên nếu thật sự cần thì vẫn có thể tiêm được, thì để hạn chế cái nguy cơ suy thận cấp sau khi tiêm thuốc cản quang thì các bạn cho uống N-acetylcysteine 3 gói trước chụp và 3 gói sau chụp, mà kèm theo là truyền dịch truyền 500 ml trước khi chụp và sau sau chụp vẫn phải truyền 500 ml. Và các bạn sẽ phải kiểm tra chức năng thận sau 48 giờ, vì thông thường những cái suy thận cấp do tiêm thuốc cản quang thì chức năng thận nó sẽ suy thường là 48 giờ đến 1 tuần đấy. Thứ hai nữa ở bệnh nhân này thì thứ nhất là về mặt suy thận thì khả năng nhiều, cái này thì nếu như tốt nhất là các bạn hỏi được cái chức năng thận khi mà bệnh nhân ra viện cái hồi tháng 8 ấy, thì là không biết là chức năng thận như hồi đó như thế nào và đã có bị suy hay không. Khả năng thì cái này thì mình vẫn nghĩ là nhiều là cái suy thận cấp. Thứ hai là bệnh nhân này đang nghi ngờ gút, và thứ ba là bệnh nhân này có cái giảm 2 dòng máu, đó là giảm dòng hồng cầu và giảm tiểu cầu. Thì về mặt chẩn đoán thì bệnh nhân này nên được làm thêm, thứ nhất là loại trừ bệnh lý hệ thống như là kháng thể kháng nhân, kháng thể DSDNA xem có bệnh hệ thống hay không. Thứ hai làm thêm huyết tủy đồ, loại trừ các cái bệnh lý về huyết học. Và trong trường hợp mình, bởi vì là cái huyết sắc tố có 86 thôi mà bệnh nhân này có creatinine 166 và làm lại 133, thì khả năng cái từ mức độ thiếu máu với mức độ suy thận nó không tương xứng, nên buộc mình phải tìm xem những cái nguyên nhân khác. Tiếp theo nếu mà mình tìm mà vẫn không thấy thì cân nhắc nội soi dạ dày đại tràng xem có nguyên nhân mất máu hay không ạ. Về mặt điều trị ở bệnh nhân này thì là mình thấy rằng thứ nhất là truyền muối thì mình hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên bệnh nhân này cái mức lọc cầu thận 44 mà thấy các bác là vừa truyền kitmin rồi lại vừa uống ketosterin thì có lẽ là mình nghĩ là không phù hợp lắm. Thì các bạn có thể chỉ dùng là ketosterin là 0,6 khoảng 4 viên một ngày thôi ạ. Tiếp theo là mình thấy truyền cả cái fipovin thì nằm cái đạm gan. Thì trong trường hợp này thì là với về mặt suy thận thì mình nên hạn chế đạm mà ưu tiên dùng các cái keto acid. Ở đây là mình dùng acid amin thì nó có, thực ra nó sẽ gây xơ hóa thận, nó sẽ không tốt cho thận. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô Huyền. Tiếp theo xin mời thầy Tú. Ở bệnh nhân này thì có bệnh gút, Vâng. bệnh tăng axit uric đúng không? Vâng Ở vâng ạ. nữ thì cũng không gặp nhiều. Vâng ạ, cái bệnh nhân này thì vâng, thưa thầy Thành, thưa các bạn đồng nghiệp, thì bệnh nhân này trên cái bệnh án các bạn chuyển cho chúng tôi nghiên cứu thấy là bệnh nhân này nữ 49 tuổi. Tuy nhiên thì mình vẫn hỏi một câu hỏi là đây lần đầu tiên bệnh nhân sưng đau khớp hay đã nhiều lần diễn ra rồi ạ?
Dạ em thưa thầy, bệnh nhân đây là lần đầu tiên sưng đau các khớp ạ. À, thì gút thì thường là xảy ra những cái cơn đau lặp đi lặp lại có tính chất đột ngột. Tuy nhiên bệnh nhân này mình có thể nghiêng về gút vì sao ạ? Bệnh nhân này có một sỏi thận, mà sỏi do gút thì đặc điểm là nó không có xuất hiện trên phim cản quang. Nếu mà trên phim cản quang mà không có mà trên siêu âm ấy, thì thường nghiêng nhiều đến là do sỏi do lắng đọng cái tinh thể urat. Thế vậy được coi như là nếu mà có một cái sỏi đấy thì mà trên một cái phim bệnh nhân mà có một đợt cơn đau sưng đau một khớp ở chi dưới thì ta nghĩ nhiều đến cái đợt gút cấp. Và khi thái độ xử trí là chúng ta thái độ xử trí như một cái gút mạng là nó có lắng đọng cái tinh thể urat ở các tổ chức. Đây là điển hình là tổ ở hệ thống thận tiết niệu. Thì cái mục tiêu của gì khi mà có một cái được coi như là một cái gút mạng tức là có cái lắng đọng tinh thể urat ở các tổ chức thì cái mục tiêu của mình là cái mà điều trị ấy, phải đưa cái acid máu xuống dưới 300 micromol trên lít và duy trì được ít nhất là từ 3 đến 6 tháng. Vâng, thì ở đây thì các bạn đã thấy là các bạn cái acid máu của các bạn đang lúc đầu vào là 700, sau mình đã dùng thuốc thì mình đến ngày thứ sau có 5 ngày thôi. Sau 5 ngày thì cái acid máu đã hạ xuống còn 337 micromol trên lít. Như vậy thì với bệnh nhân lại có một cái suy thận thì theo tôi là bây giờ mình duy trì thuốc nào, duy trì thuốc thì mình nên duy trì là colistin 1,2 viên tức là 0,5 mg một ngày. Thế colistin ở đây làm nhiệm vụ gì ạ? Nhiệm vụ là phòng ngừa cơn hút tái phát. Và khi mà mình hạ axit huyết máu trong vòng 3 6 tháng đầu ấy thì nếu mà chúng ta chỉ dùng thuốc hạ axit máu đơn đơn độc ấy thì hay khởi phát những cơn hút cấp. Cho nên người ta thường kết hợp với colistin trong vòng 3 6 tháng đầu với liều thấp. Ở đây mà chúng ta dùng liều 0,5 mg là tôi rất là đồng ý với các bạn. Và kết hợp cho chúng ta dùng liều thấp hơn ạ. Cái liều febuxostat này là chúng tôi ta lúc đầu lên khởi phát với liều là 40 mg đấy ạ. Không không nên dùng liều 80 vì dùng cái liều 80 này nó lại làm cái khởi phát cơn hút cấp là rất là nhiều. Nên thời gian đầu chúng ta nên duy trì với liều là 40 mg tức là tôi khuyến cáo bạn nên hạ liều xuống 1/2. Và sau 1 tháng nếu mà không đáp ứng được cái mục tiêu điều trị thì chúng ta tăng dần liều cái liều febuxostat lên đây. Tôi đồng ý trong trường hợp này chúng ta không dùng allopurinol vì allopurinol nó gây ảnh hưởng đến chức năng thận và rất hợp lý khi các bạn dùng febuxostat. Tôi không hiểu các bạn dùng solmerol trong trường hợp này để làm gì. Không biết là tôi có hiểu ý các bạn không hay các bạn dùng trong trường hợp này vì các bạn thấy sợ suy thận các không không có dùng chống viêm giảm đau NSAID. Các bạn dùng solmerol để tác dụng chống viêm giảm đau có phải không ạ? Dạ vâng đúng rồi ạ. Dạ vâng. Vâng, thì dùng cái liều này thì tôi cũng đồng ý nhưng lần sau chúng ta cũng không cần phải dùng liều quá cao này, chúng ta chỉ cần dùng liều từ 16 cho đến dùng nửa liều này thôi, không cần dùng một một đến hai viên Meron 16 thôi, không cần dùng liều 10-40 đâu. Vâng, mà chúng ta chỉ cho đường uống không cần đường tiêm ấy. Vâng. Là cũng đủ dùng trong 3 5 ngày đầu thôi ạ. Là chúng ta cũng đủ để kiểm soát được cơn gút cấp rồi. Vâng, ý kiến của tôi đến đây là hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Tú. Bệnh nhân này thì chúng ta thấy có một cái hình ảnh tức là giãn đại bể thận và có một hình ảnh nghi sỏi. Đấy, và chắc chắn là chúng ta sẽ phải giải quyết được cái chuyện tắc nghẽn của cái đường bài xuất vì bệnh nhân hiện tại là chỉ còn một thận thôi. Đấy, nếu để cái tình trạng này nó kéo dài thì có thể làm ảnh hưởng đến cái chức năng thận. Đó. Thế thì cái việc điều trị sỏi thì cô Huyền cũng đã nói rồi và nếu mà cái điều trị nội khoa theo ý của cô Huyền mà thất bại thì lúc đó sẽ phải tiến hành những cái can thiệp ngoại khoa, ví dụ như là nội soi ngược dòng lấy sỏi đó. Đúng không? Thế là còn cái bệnh gút thì thầy có khuyên cáo ở người bệnh này không để tránh những cái lắng đọng hình thành lại những cái hòn sỏi là do lắng đọng axit uric như vậy. Vâng, cảm ơn thầy Thành cũng vừa trao đổi với các bạn phía trên ấy, là cái này thì chúng ta phải đưa cái axit uric máu xuống dưới 300 và làm sao mà duy trì được cái axit uric máu luôn liên tục dưới 300 thì mới không hình thành được cái sỏi. Vì trong trường hợp này nó Tức là ngoài cái thuốc ấy thì thầy còn khuyến cáo thì về cái chế độ ăn không để cái chế làm độ cho ăn thì giảm hẳn cái axit uric xuống. vâng cái chế độ ăn thì chúng ta biết rằng những bệnh nhân gút thì chúng ta phải hạn chế cái thực phẩm có đạm. Vâng, hạn chế thực phẩm có đạm đấy là hàng đầu ạ. Vâng, nữ giới thì không biết bệnh nhân này uống rượu bia thôi thì trong cái thực đơn hàng ngày thì trong cái chế độ ăn hàng ngày thì bác sĩ chúng tôi thường khuyên bệnh nhân là một là giảm chế độ ăn đạm, hai là hạn chế bia rượu. Đấy là hai đấy là cái một những cái vấn đề then chốt ở trong cái chế độ ăn của bệnh nhân đấy. Vâng. Vâng, cảm ơn thầy Tú. Xin phép mời ý kiến từ Hà Nội Viêng Chăn ạ. Các thầy cô có câu hỏi gì khác không?
Dạ thưa thầy cô, chúng em muốn hỏi là nếu như trong trường hợp mà chúng em làm thêm CT hoặc MRI cho bệnh nhân nhưng không tìm thấy được là có hình ảnh của sỏi đường tiết niệu nhưng vẫn có giãn đài bể thận thì chúng em có nên nội soi ngược dòng để tìm nguyên nhân cho bệnh nhân không ạ? Trước hết thì xin mời ý kiến thầy Bình về cái chẩn đoán hình ảnh. Dạ, trong trường hợp mà sỏi tiết niệu thì chúng ta số 1 thì chúng ta vẫn đi sử dụng siêu âm. Siêu âm là phương pháp rất là dễ áp dụng trong sỏi hệ tiết niệu. Nhưng nếu như mà chúng ta chụp CT cũng không thấy thì có lẽ là khả năng cao là không phải, bởi vì sỏi tiết niệu thường là cản quang, chứ còn trên CT ít nhiều cũng thấy cản quang trên CT, có thể không thấy trên X quang nhưng mà kiểu gì cũng sẽ thấy trên CT. Còn trong trường hợp mà vẫn tắc nghẽn rồi chúng ta không tìm thấy sỏi thì phải tìm các nguyên nhân khác, ví dụ như đặt câu hỏi liệu có phải là u của đường bài xuất hay là có cái gì đó chèn ép vào niệu quản hay không, hay có dị dạng của đường tiết niệu của đường niệu quản hay không, thì lúc đó chúng ta cũng có thể đặt ra vấn đề là nội soi của cái đường bài xuất đó, nội soi ngược dòng. Vâng, cảm ơn thầy Bình. Cô Huyền có ý kiến ạ? Vâng, em xin có ý kiến thêm là ở bệnh nhân này thì là cắt một bên thận hoặc còn một bên thận thì mình đã siêu âm rồi nhưng mình nên lưu ý một trường hợp nữa là cho bệnh nhân đái hết ạ. Cho bệnh nhân đái hết xong mình siêu âm lại xem là còn giãn không? Giãn niệu quản với thận không vì có những trường hợp bị trào ngược niệu bàng quang niệu quản ạ. Thì mình đấy là mình phải cần phải loại trừ cái đó trước nữa. Còn thường thường thì những cái trường hợp về sỏi tiết niệu hoặc là u thì trên siêu trên CT thường là sẽ vẫn thấy rõ đấy ạ. Và em xin hết. Dạ xin hỏi các bạn là ở cái hình ảnh này thì đây là chúng ta đang siêu âm ở trong bàng quang và cái đoạn cuối của niệu quản có phải không ạ? Dạ thưa thầy, đây là cái kết quả siêu âm của ngày hôm sau thì bác sĩ siêu âm của chúng em kết luận là có cắt bàng quang ạ. Cái hình màu trắng, cái nốt màu trắng này là gì ạ? Nếu như chúng ta nghi ngờ đây là sỏi thì các bạn có thể cho cái cửa sổ Doppler vào và chúng ta chờ đợi một lúc thì chúng ta sẽ thấy có hình ảnh nhiễu ảnh xung quanh viên sỏi này, và chắc chắn thì chúng ta có thể phát hiện được. Vâng, thầy Bình nếu cần thì thầy có thể hướng dẫn siêu âm trực tuyến từ Hà Nội Viêng Chăn được, mà chúng ta vẫn có cái kết nối trực tiếp từ Hà Nội Viêng Chăn được. Xin mời ý kiến từ Hà Nội Viêng Chăn ạ. Dạ, chúng em xin cảm ơn ý kiến của các thầy cô ạ. Hiện tại chúng em chưa có câu hỏi gì thêm ạ. Vâng, xin cảm ơn Hà Nội Viêng Chăn. Tiếp theo xin được chuyển sang